après-midi dans le pelvis féminin. Bây giờ mình sẽ nói về tổng hợp từ ở vùng chậu, nói về phần sinh dục của nữ. Je vous propose déjà de vous parler d'imagerie normale dans une première partie. Une deuxième partie, nous parlerons de l'endométriose. Et en troisième partie, nous parlerons des néoplasies. Phần thứ nhất trong cái phần vùng chậu sinh dục nữ này thì mình sẽ nói về cái phần hình bình thường. Phần thứ hai đó sẽ là cơ mặt tử cung. Và phần thứ ba nữa là nói về các khối u. L'IRM est l'examen essentiel pour l'évaluation de la cavité pelvienne. Là một trong những cái kỹ thuật mà căn bản quan trọng để khảo sát các cái thách thức ở vùng chậu. Puisque vous allez avoir l'association d'une résolution en contraste optimale et d'une excellente résolution spatiale avec les machines IRM actuelles. Tại vì chúng ta thấy rằng là cái hình cộng hưởng từ đó nó có cái độ phân giải về tương phản rất là tốt, đồng thời nữa là có cái độ phân giải trong không gian cũng rất là tốt, đặc biệt bây giờ những cái máy cộng hưởng từ của mình bây giờ nó rất tốt. Les dispositifs intra-utérins, même les stérilets ovules, ne sont pas une contre-indication. Et il a été bien prouvé qu'il n'y avait aucun risque d'échauffement de la cavité endométriale. Nếu mà mình có những cái dụng cụ ở trong tử cung hoặc là những cái một số cái dụng cụ bằng kim loại đó thì nó cũng không có ảnh hưởng gì hết. Le matériel métallique, les prothèses de hanche ne sont pas non plus une contre-indication et vous aurez une bonne analyse de la cavité pelvienne puisque l'artefact sera uniquement sur le matériel métallique. Nghĩa là nếu mà bệnh nhân có những cái dụng cụ bằng kim loại, ví dụ như là thay khớp háng hay này nọ kia đó, thì không có chống chỉ định để là cái vùng chậu. Những cái dụng cụ bằng kim loại đó thì nó chỉ gây artefact ở chỗ cái vùng của nó thôi, còn các cái cơ quan trong vùng chậu mình vẫn đọc được. Il va falloir gérer les artefacts digestifs qui peuvent masquer en partie l'utérus. Chỉ có một số cái cấu trúc mà artefact là về cái đường tiêu hóa ở vùng chậu thì nó có thể nó che cái hình của tử cung đi, thì mình sẽ xử lý cái artefact mà do đường tiêu hóa đó. Et si vous regardez ce schéma, vous comprenez très bien que la position de l'utérus est extrêmement variable d'une part d'une femme à l'autre et d'autre part en fonction du remplissage vésical. Cela a une conséquence importante pour votre technique d'examen. Il vous faudra utiliser des plans adaptés à la position du corps utérin pour analyser correctement les différentes pathologies. Nếu mà các bạn nhìn trên cái sơ đồ này thì các bạn sẽ thấy là cái vị trí của tử cung đó nó sẽ thay đổi nghĩa là từ người này qua người khác, nghĩa là không có cái hình tử cung nào giống với cái hình tử cung nào. Thứ hai nữa là nó còn tùy thuộc vào cái bàng quang này, nó đầy nhiều hay là nó bị xẹp thì cái vị trí của cái tử cung nó cũng sẽ thay đổi theo. Cho nên là khi làm những cái hình cộng hưởng từ mà đánh giá cái vùng sinh dục nữ thì chúng ta phải chọn cái lá cắt thích hợp, nó sẽ tùy thuộc vào cái hình thái của cái tử cung. Phải nếu mà cái trục của mình là nó đúng thì mình mới đọc được cái hình đúng. Voilà, c'est vraiment très important, il ne faut pas faire uniquement des plans perpendiculaires à la table mais inclinés en fonction grand axe de l'utérus et du petit axe de l'utérus en pathologie cancérologique, c'est vraiment essentiel. Đương nhiên là các lá cắt của ta chúng ta như vậy á, thì nó không phải là vuông góc với cái mặt bàn mà nó phải thứ nhất ở đây là nó theo cái trục lớn của cái tử cung và thứ hai nữa là nó sẽ phải theo cái vuông góc với cái trục nhỏ của cái tử cung. Thì đặc biệt là trong những cái trường hợp mà ung thư thì nếu mình làm những cái lá cắt đúng như vậy thì cái chuyện đó nó rất quan trọng. Pour la technique d'examen, en fonction du morphotype des patients, mais je pense qu'ici vous êtes concerné parce que vous êtes plutôt mince,
il faut utiliser un antipéristaltique pour diminuer les mouvements de l'intestin. Nous allons voir ensuite quelques exemples. Chúng ta nên dùng những cái thuốc mà chống co thắt để giảm cái nhu động của đường tiêu hóa, thì lát nữa chúng ta sẽ xem một số những ví dụ. L'opacification du fond vaginal n'est pas obligatoire si vous avez une machine à haut champ, puisque sa résolution est excellente. Si vous utilisez une machine IRM à 1,5 Tesla, il est recommandé d'opacifier le vagin avec du gel d'échographie pour détendre le cul-de-sac vaginal. Cái việc mà làm cho cái nghĩa là cho một cái thuốc tương phản vào trong, cho một cái thuốc tương phản vào trong cái âm đạo á, thì nếu như mà mình làm với những cái máy mà có cái từ trường cao thì cái độ phân giải nó tốt, thì không có bắt buộc phải cho một cái thuốc gì vào bên trong hết. Còn nếu mà các bạn làm với những cái máy mà dưới 1.5 Tesla thì nên cho cái gen vào bên trong. Vous utiliserez des séquences assez classiques, pondération T1, pondération T2 avec et sans falsate. Chúng tôi sẽ sử dụng những cái xung căn bản, xung T1, xung T2, rồi những cái hình mà có xóa mỡ. En pathologie néoplasique, la diffusion est intéressante. Trong những trường hợp mà bệnh lý về u thì cái hình diffusion đó nó có lợi. Nous utilisons, si vous en avez la possibilité, des séquences 3D T2 qui permettent d'avoir une inclinaison dans tous les plans de l'espace. Có một số trường hợp thì chúng ta sẽ sử dụng cái hình 3D T2. Thì với cái hình 3D nó sẽ cho chúng ta nghĩa là xem được những cái hình ở trong những cái mặt phẳng khác nhau. Et enfin, il y aura les injections de produits de contraste, préférentiellement avec des séquences dynamiques. Và sau cùng thì là có những cái hình sẽ tiêm thuốc gadolinium, và nếu mà được thì chúng ta sẽ làm những cái hình đó là những cái hình dynamic. Il faudra utiliser une antenne de Elvis, une phase d'arrêt avec le plus de canaux possible qui est fournie par tous les constructeurs. Ne pas utiliser l'antenne abdominale. Thì khi mà dùng cái toi thì chúng ta dùng cái toi cho cái vùng chậu, thì những cái này là hãng sản xuất nào cũng có hết. Alors voilà l'exemple d'un traitement antipéristaltique. Nous utilisons la gène, c'est simple. La seule chose à savoir, c'est qu'il faut l'injecter juste avant de démarrer l'examen, parce que son effet est très rapide. Il va tenir environ 10 minutes, pas plus. Thì đây là cái trường hợp mà có dùng cái thuốc chống co thắt. Chúng tôi thì chúng tôi sẽ sử dụng cái glucagen, thì chúng ta chích cái này ngay trước khi chúng ta làm cái hình cộng từ, tại vì cái thời gian tác dụng của nó cũng ngắn, nó chỉ khoảng 10 phút thôi. Sur ces deux exemples, vous avez en haut un plan sagittal avant l'injection du glucagen. Et juste après l'injection, vous voyez qu'il n'y a plus du tout d'artefact du tube digestif au-dessus de la vessie. Các bạn thấy ở đây cái hình này là cái hình mà trước khi tiêm cái thuốc mà chống co thắt glucagen, thì cái hình của cái ruột nó không có sắc nét, do nó bị ăn cái phát của cái di động. Còn cái hình sau này là cái hình ngay sau khi mà mình tiêm thuốc, thì cái độ phân giải của nó rất là rõ. Dans le plan axial, c'est bien sûr la même chose, avant glucagène et puis après, immobilité totale du tube digestif. Tương tự như vậy, cái hình axial, hình này là hình trước khi tiêm glucagène, và hai cái hình này là hình sau khi tiêm glucagène. Alors ceci est peut-être plus intéressant pour vous, plus mince que les Européens. Ça c'est l'exemple d'une dame qui est toute mince. Et avant glucagène, vous avez en haut beaucoup d'artefacts autour de l'utérus, du col. Après glucagène, vous voyez très bien qu'on a une disparition des artefacts complète. Thì một cái ca này cũng vậy. Đây là cái hình trước khi tiêm glucagène, thì chúng ta thấy có rất là nhiều artefacts ở phía cái vùng mà tử cung. Đây là những cái hình sau khi tiêm thì không còn thấy những cái artefacts ở cái vùng tử cung, cổ tử cung nữa. La saturation de graisse est également essentielle.
l'inflammation et pour également mieux voir une prise de contraste comme c'est le cas ici. Hình này là cái hình xóa mỡ, những cái hình xóa mỡ cũng rất là quan trọng để coi những cái cấu trúc ở phía sau này và để trên cái hình mà có tiêm thuốc contrast thì cái hình xóa mỡ nó làm cho chúng ta thấy rõ hơn cái sự tương phản. Et enfin, on réalise très souvent des uro IRM pour bien voir les urtères puisque l'urologue sera de localiser l'urtère pendant sa chirurgie et voir utiliser éventuelles compressions. Khi mà làm cái hình vào vùng chậu nữ này thì cũng rất là thường làm cái hình chụp đường niệu bằng cộng hưởng từ. Thì vì các cái thương tổn mà của cơ quan sinh dục nữ nó dễ ảnh hưởng lên trên cái đường niệu và mình cũng để coi tôi coi về cái phần cuối của niệu quản bị chèn ép như thế nào. Đây là cái hình mà làm với cái kiểu zoom 3D. C'est une séquence qui dure 5 minutes mais qui vous permet d'acquérir donc un volume, c'est du 3D-T2, et ensuite d'obtenir, simplement en travaillant avec le logiciel, tous les plans qui vous semblent intéressants. Đây là cái hình mà T2 là hình 3D và cái thời gian thực hiện là khoảng 5 phút và sau khi mình làm cái hình 3D đó rồi thì với cái phần mềm mình có thể chỉnh hình lại theo những cái mặt phẳng mà mình mong muốn. Donc voilà pour la technique, c'est globalement assez simple. Nói chung thì về mặt kỹ thuật là đơn giản. On va maintenant détailler l'imagerie normale avec ses variations. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần về hình ảnh bình thường và những cái biến thể của bình thường. Donc je vous rappelle les trois plans oblique, mais il faudra surtout ajouter en plus les plans obliques en fonction de la pathologie que vous voulez explorer. Về các cái mặt cắt thì chúng ta nói là chúng ta có ba cái mặt phẳng, nhưng mà cho nên tôi lưu ý các bạn là cái mặt phẳng mà oblique thì tùy theo cái bệnh lý mà mình quan tâm thì mình sẽ có cái mặt phẳng oblique nó thích hợp. En séquence pondérée en T1, c'est peu intéressant puisque le signal de l'utérus sera homogène, intermédiaire à faible. Bây giờ nói về cái tử cung á, thì trên hình T1 thì hình T1 nó cũng không có nhiều cái thông tin lắm. Cái tín hiệu của tử cung là tín hiệu coi như là trung gian, độc nhất. En séquence pondérée en T2, ça va devenir très intéressant. Puisque vous allez avoir différentes zones anatomiques et c'est la seule imagerie qui les voit de façon aussi parfaite. En échographie, vous le verrez également, mais là, vous aurez toujours en IRM un meilleur contraste. Cái hình T2 là cái hình rất là hay. Trên cái hình T2 thì mình sẽ thấy ba cái vùng giải phẫu khác biệt nhau. Ba cái vùng này thì ở trên hình cộng hưởng, ở trên hình siêu âm các bạn cũng thấy, nhưng mà trên hình cộng hưởng từ thì nó tốt hơn nhiều. Ces zones vont varier, leur morphologie va varier selon le degré d'imprégnation hormonale de la personne. Cái ba cái vùng này, cái hình thái của nó có thay đổi tùy theo cái tình trạng hormone của mỗi cái người. D'une part, au cours du cycle menstruel, vous pouvez dire à la personne deviner à quelle période du cycle elle est. D'autre part, si la personne prend une contraception, oral ou non. Như vậy tức là nó sẽ thay đổi theo cái ngày ở trong cái chu kỳ kinh, hoặc là ví dụ như cái người đó có dùng cái thuốc ngừa thai uống hay không, hoặc là cái đây là mình cũng cần phải biết rằng là cái người này là ở cái giai đoạn trước khi mãn kinh hay là giai đoạn sau khi mãn kinh. C'est pareil en période post-ménopausie, vous pouvez affirmer que cet utérus n'a plus aucune imprégnation hormonale. Thì cái phần mà sau mãn kinh đó thì cái phần mà hormone nó cũng có thay đổi về cái hormone đó, nó cũng ảnh hưởng lên trên cái hình thái của tử cung. Aussi il y a des exemples de séquences en pondéré en T1 où là il y a un gros kyste fonctionnel qui est sans grand intérêt,
vous avez uniquement des cailloux au niveau de la cavité endométriale et le gluomètre est là de signal intermédiaire homogène. Thì đây là cái hình Sagitta, ở đây nó có một cái nang này là cái nang chức năng thôi, chúng ta cũng không có quan tâm nhiều lắm. Còn đây là cái phần tử cung, thì cái phần này là cái phần trong lòng tử cung. Còn đây là cái phần cơ tử cung, thì cái tín hiệu của nó đồng nhất. Dans le plan axial, ici, frontal, pardon, vous avez un point noir qui correspond à un dispositif intra-utérin. Đây là cái hình cô nam. Thì trên cái hình này các bạn thấy có một cái vùng đen, cái này là cái dụng cụ tử cung đặt ở trong lòng. Voilà la séquence pondérée en T2 qui est la séquence où vous allez trouver beaucoup d'informations. Cái hình T2 là cái hình sẽ cho chúng ta nhiều cái thông tin nhất. Avec les trois zones que je vous ai annoncées. Trên cái hình tử cung mà hình T2 này chúng ta sẽ thấy có ba vòng, có ba ba vùng như tôi đã đánh dấu ở đây. Sur cette diapositive là, vous avez l'aspect typique d'un utérus en première phase de cycle. Đây là cái hình tử cung mà nó điển hình trong cái giai đoạn đầu của chu kỳ. Avec un endomètre qui est fin. Thì các bạn thấy trong cái giai đoạn đầu của chu kỳ thì cái phần nội mạc, cái phần mà ghi đánh dấu là chữ E hay đầu chữ tên đó thì nó còn mỏng. Qui est en hyper signal. Tăng tín hiệu. Une zone myométriale qui est divisée en deux parties. Phần cơ tử cung thì sẽ chia ra hai phần. Une partie interne, toute noire, en hyposignal, que l'on appelle la zone jonctionnelle. Cái phần ở bên trong là cái đường màu đen đây, đó, chúng ta gọi là cái vùng chuyển tiếp. Et le reste du myomètre qui est de signal élevé ou intermédiaire à élevé selon les patients. Cái phần ở bên ngoài, phần cơ ở bên ngoài thì chúng ta thấy là cái tín hiệu nó tăng tín hiệu hoặc là những cái tín hiệu trung gian tùy theo người bệnh, tùy theo người. En deuxième phase de cycle, vous observez aussi ça bien sûr en échographie. Vous allez avoir un élargissement de l'endomètre avec une partie endométriale centrale en hypersignal beaucoup plus large. Nếu vào giai đoạn 2 của chu kỳ thì như trên cái hình này các bạn thấy là cái phần nội mạc nó dày lên, nó rộng hơn và nó cũng là tăng tín hiệu. La zone jonctionnelle est souvent un peu plus épaisse. Cái vùng chuyển tiếp ở đây các bạn thấy ở chơi cái giai đoạn 2 của cái chu kỳ nó cũng dày hơn một chút. Et le reste du myomètre change peu. Còn cái phần mà cái cơ tử cung ở bên ngoài thì không có thay đổi bao nhiêu. Par contre, vous observerez très souvent dans le plan frontal ici plein de petits points en hyposignal à l'intérieur du myomètre qui correspondent aux vaisseaux utérins qui vont vasculariser le myomètre. Ngoài ra nữa thì trong cái chu kỳ 2 á, trong cái giai đoạn 2 của cái chu kỳ thì nếu mà trên cái hình Conan thì các bạn để ý các bạn sẽ thấy trong cái lớp cơ nó có nhiều cái lỗ nhỏ màu đen như thế này. Đó là những cái mạch máu lớn, những cái mạch máu nó giãn ra và để nó đến nuôi cho cái phần nội mạc. Voilà encore un exemple là d'une personne qui est en première phase de cycle, qui est facile à reconnaître, avec un endomètre très fin, une zone jonctionnelle et puis une partie un peu plus hypertrophiée du myomètre. Một cái ví dụ khác ở cái giai đoạn đầu của chu kỳ thì cái phần nội mạc nó mỏng là cái phần tăng tín hiệu đây. Tiếp theo đó là cái phần màu đen này là cái vùng chuyển tiếp và ở phía ngoài này là cái vùng cơ tử cung. En fin de première phase de cycle, vous observerez souvent une formation kystique ovarienne qui est en fait un follicule dominant qui peut aller jusqu'à 3-4 cm parfois. Trên cái hình mà ở cái giai đoạn đầu của cái chu kỳ thì rất thường chúng ta thấy có những cái nang của cái buồng trứng, đó là những cái nang noãn và những cái nang này có thể cái đường kính nó lên tới 3-4 cm. Voici une première personne et puis une deuxième personne. Voilà.
une patiente et puis une autre patiente. Ces deux dames sont des âges bien différents. Đây là hình này của một người, ba hình này là của một cái người khác nha, của một người khác. Cette personne-là est en phase ménopausique sans aucun traitement substitutif, avec un utérus qui est petit et qui est devenu hypoéphrogène, hypo en hyposignal, presque homogène, et à couleur, son endométrial filiforme. Đây là một cái người mãn kinh và không có dùng cái hormone thay thế. Thì các bạn thấy trên đây cái hình đó là cái nội mạc ở đây nó mỏng, cái toàn bộ tử cung thì nó nhỏ, cái nội mạc này nó mỏng và cái phần cơ tử cung thì các bạn thấy nó giảm tín hiệu và nó đồng nhất. Cette personne-là est au contraire toute jeune et elle est sous contraception ou sous progestative. Bên đây là một cái người mà đang một cái người trẻ mà đang dùng thuốc ngừa thai mà có cái gốc progesterone. C'est dit que vous avez un endomètre qui est devenu tout fin et qui ne va pas bouger bien sûr avec le temps qui passe. Une zone jonctionnelle qui est atrophique, toute petite. Et puis un endomètre et le reste du myomètre qui est édémacié et qui est devenu globuleux. Cái người này thì chúng ta thấy là cái nội mạc là cái đường màu trắng ở giữa đây mỏng, cái lớp chuyển tiếp cũng mỏng, cũng hơi teo, còn lại là cái phần cơ bên ngoài các bạn thấy là nó phồng lên, nó dày hơn. Vous êtes sûr de ceci simplement sur l'imagerie avant d'avoir interrogé le patient? Chúng ta thì khi là mình thấy trên cái hình và mình muốn chắc chắn là mình phải hỏi lại bệnh nhân nữa. Elle a en plus un début de rétroversion qui est assez commun. Cái người này á, thì chúng ta thấy là cái tử cung nó gặp góc ra sao? La zone jonctionnelle, c'est une partie du myomètre. Cái vùng chuyển tiếp á, là cái phần thuộc về cơ tử cung. Et on peut s'étonner du fait qu'elle soit très droite en IRM par rapport au reste du myomètre, au myomètre externe, qui est de signal plus élevé. Thì chúng ta cũng rất là ngạc nhiên, chúng ta thấy là cái vùng mà chuyển tiếp này á, thì cái tín hiệu của nó giảm. So với cái phần cơ ngoài, cái phần cơ bên ngoài thì cái tín hiệu nó cao hơn. Ceci est une explication physiopathologique, puisque cette zone jonctionnelle est constituée de fibres musculaires lisses qui ont un arrangement concentrique et très peu d'espace extracellulaire, donc très peu d'eau, et des cellules avec des noyaux plus volumineux. Tại sao mà nó bị đen như thế này, tại sao nó giảm tín hiệu như thế này, thì cái này được giải thích bằng cái cơ chế sinh lý bệnh. Thì trong cái cấu trúc của cái lớp mà chuyển tiếp này thì đó là những sợi cơ trơn mà nó sắp xếp theo dạng đồng tâm, và những cái khoảng mà gian bào, cái khoảng ngoài tế bào thì nó ít, cho nên là nó có ít nước và nhân của những tế bào này thì nó lớn. Et elle va évoluer durant le cycle, mais de façon beaucoup moins importante que l'endomètre. Và cái dĩ nhiên là nó cũng có những cái biến đổi trong cái chu kỳ kinh, nhưng mà cái thay đổi của cái lớp chuyển tiếp này nó không nhiều so với cái lớp cơ còn lại. Pour le myomètre externe, bien c'est tout l'inverse, avec beaucoup d'eau, d'espace extracellulaire, des noyaux plus petits. Et des fils musculaires qui ont un arrangement longitudinal. Ngược lại thì cái lớp cơ tử cung bên ngoài đó thì chúng ta thấy là cái khoảng ngoài tế bào nhiều, cho nên nó chứa nhiều nước, và cái nhân của tế bào thì nó nhỏ hơn, và những những tế bào này thì những cái sợi nó là những cái sợi cơ trơn, nhưng mà nó sắp xếp theo dọc, theo chiều dọc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette zone jonctionnelle, elle va souvent disparaître, pas de façon constante, à la période post-ménopausique. Thì như vậy thì cái lớp mà chuyển tiếp đó vào cái giai đoạn mãn kinh thì có khi nó bị biến mất đi.
Il y a de temps en temps des images étonnantes au niveau du myomètre et de la zone jonctionnelle qui sont en fait des contractions utérines que le hasard a fait, que vous essayez sur la séquence que vous êtes en train de réaliser. Thỉnh thoảng thì chúng ta cũng có được những cái hình mà nó cũng làm cho chúng ta ngạc nhiên, có những cái thay đổi ở trên cái lớp cơ tử cung và cái lớp chuyển tiếp. Đó là do cái một cái lúc nào đó khi mà mình chụp hình thì mình bắt được cái hình mà nó co thắt của cái tử cung. Ces contractions utérines ont une utilité puisqu'elles servent à propager les spermatozoïdes vers le cou, vers le trompe. Elles se dirigent donc toujours du corps vers le long. Tại sao mà nó có những cái co thắt của cái tử cung như vậy? Mục đích cái co thắt đó là để nó đẩy những cái tinh trùng đi từ cổ tử cung lên trên cái vùng thân. Elles ont un aspect tout à fait caractéristique. Và cái hình dạng của nó là đặc hiệu. Vous avez un mouvement de la zone jonctionnelle. Un mouvement de la zone jonctionnelle et une zone en hyposignal au sein du myomètre. Các bạn thấy là lúc đó là cái vùng chuyển tiếp nó phồng lên. Cái vùng chuyển tiếp là cái vùng mà giảm tín hiệu này nó phồng lên. Et chose intéressante, à la séquence suivante, elles auront disparu ou vous en trouverez une autre à un autre endroit. Và ở đây là một lá cắt. Nếu mà ở cái lá cắt tiếp theo nữa, có khi là mình thấy không có còn thấy nó nữa. Và ở có khi là nó thay đổi cái vị trí. Pour le col maintenant. Bây giờ nói về cổ tử cung. Là encore, je vous rappelle l'utilité des plans obliques après avoir fait des plans de référence axial et frontal. Tôi xin nhắc lại là trong cái lá cắt của mình á, thì bên cạnh những cái lá cắt axial hoặc frontal thì mình cần phải có những cái lá cắt optique thích hợp. En séquence pondérée en T1, c'est peu intéressant. Vous aurez un hyposignal homogène ou hétérogène si dans l'endocole, il y a des sécrétions un petit peu mucoïdes. Ở trên cái hình T1 thì thật ra là cái tín hiệu không có nhiều, chủ yếu là một cái giảm tín hiệu đồng nhất. Cũng có khi là cái tín hiệu nó không có đồng nhất, đặc biệt là cái vùng mà cổ trong. Lý do là tại vì nhiều khi nó có những cái chất nhầy tiết. Et il est entouré bien sûr des paramètres qui sont par définition hétérogènes. Và ở xung quanh của cổ tử cung đó là cái phần chu cung, thì theo như mô tả thì cái chu cung cái tín hiệu của nó cao hơn và không đồng nhất. Sur la séquence pondérée en T2, là encore vous aurez différentes zones, on peut en compter au maximum 4. Trên hình T2 thì chúng ta thấy là cổ tử cung nó có nhiều lớp, nhiều vùng, mà nhiều nhất là có 4 vùng. Mais c'est variable d'une personne à l'autre. Nhưng mà những cái vùng này nó cũng thay đổi từ người này qua người khác. Cela peut aller de 2 à 4. Nó có thể có từ 2 đến 4 vùng tùy người. Le col varie très peu au cours du cycle menstruel et également en période post-ménopausique. Cái cổ tử cung thì nó không có thay đổi nhiều theo cái chu kỳ kinh và cũng không có thay đổi nhiều ở sau mãn kinh. Les paramètres ont un signal intermédiaire à élevé, très hétérogène, à cause de phénomènes de flux. Cái phần chu cung thì tín hiệu của nó là tín hiệu trung gian hoặc là hơi cao và rất là không đồng nhất, tại vì trong đó nó có những cái tín hiệu của dòng chảy. Ce qui signifie que l'évaluation des paramètres sur leur hétérogénéité n'est pas un bon critère pour le bilan d'extension des cancers du col. Và vì cái sự không đồng nhất như vậy cho nên là khi mà đánh giá cái chu cung trong cái bí lăng mà xâm lấn của các khối u thì nó không phải là một cái tiêu chuẩn tốt. Voilà des exemples en séquence pondérée en T1. Đây là những cái ví dụ để cho các bạn xem hình T1 của cổ tử cung. Avec la trois zones. Trên cái tổ tử cung này chúng ta thấy nó có 3 vùng. Une partie centrale qui correspond à l'endocol avec des sécrétions. Cái vùng ở trung tâm này chúng ta thấy nó tăng tín hiệu, nó tương ứng với cái cổ trong.
une partie intermédiaire de signal faible qui vous rappelle la zone jonctionnelle, qui est une sorte de prolongement de la zone jonctionnelle que l'on va appeler le stroma cervical. Xin lỗi, cái vùng ở trung tâm này là nó là cái nó tăng tín hiệu là nó là cái vùng mà có tiết những cái tiết ra chất dịch, còn cái vùng tiếp theo mà giảm tín hiệu thì nó tương ứng với cái vùng kéo dài của cái lớp chuyển tiếp. Et enfin le reste de l'exocol de signal intermédiaire. Còn cái phần mà cổ ngoài có tín hiệu trung gian. Vous remarquez que dans ce cas-là, les paramètres ici sont très hétérogènes. Các bạn cũng lưu ý là cái phần chu cung ở bên ngoài tín hiệu của nó rất là không đồng nhất. Ce qui est normal. Cái đó là bình thường. Dans ce cas-là, par contre, il n'y a en fait que deux zones. Trong khi đó thì cái cổ tử cung ở cái người bên đây chỉ có hai lớp thôi. Lorsque l'on observe les quatre zones, vous pouvez obtenir des images comme ceci. Có những cái trường hợp thì chúng ta thấy là cái cổ tử cung có bốn lớp, thì đặc biệt là nó có thêm cái lớp này. Avec l'endocol. Đây là nội cái cổ trong. Une structure intermédiaire peignée qui correspond au pli palmé situé à l'intérieur de l'endocol. Thấy cái tín hiệu của nó giống như là nó có răng cưa như thế này. Un stroma cervical en hyposignal. C'est les plis palmés, c'est donc qui se situe dans l'endocol. Nghĩa là đây là cũng là những cái nếp ở trong cái phần này nó cũng thuộc về cái phần cổ trong. Đó, rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ lớp mà trung gian đây, cái lớp mà giống như cái vùng chuyển tiếp thì nó giảm tín hiệu. Et le reste avec l'exocol. Còn cái lớp ngoài là cái cổ ngoài thì cái tín hiệu nó trung gian. Les cul-de-sac vaginaux sont bien définis aussi ici et ici. Les cul-de-sac vaginaux sont aussi bien définis. Cái cuối cùng tử cung thì là ở cái vị trí này. Sur le cas de droite, c'est un imageur moins performant. Vous avez une belle illustration des cul-de-sac vaginaux. Et vous devinez également quatre zones, mais les plis palmés sont moins joliment illustrés. Trên cái vùng này thì đây là cái phần một cuối cùng của tử cung. Đó, còn cái tử cung này nó cũng có bốn lớp, thì cái lớp mà có những cái nếp mà ở đây thì nó mình cũng thấy được nhưng mà nó không rõ như cái hình bên tay trái. Encore d'autres exemples pour vous montrer ici un col un peu plus long. Chez une personne ménopausée. Trên cái hình này thì để cho các bạn thấy một cái ví dụ khác nữa thì cái cổ tử cung này nó hơi dài so với một cái người này là đã mãn kinh. Donc le col ne change pas au cours de la vie de la personne. C'est une morphologie identique, seul le corps s'atrophie à la ménopause. Để nói rằng là cái cổ tử cung á, cái hình thái nó không có thay đổi suốt cái đời sống của một cái người, chỉ có cái thân tử cung á, thì nó đang nhỏ ở cái giai đoạn mãn kinh. Cette diapositive-là, dans le plan axial, vous montre l'hétérogénéité des paramètres. Và trên cái hình này, trên cái hình axial, để cho các bạn thấy là cái phần chung cung á, thì tín hiệu của nó rất là không đồng nhất. Donc voilà différents aspects du col. Những cái hình thái khác nữa của cổ tử cung. Chez cette personne-là, vous avez un stroma cervical qui est très développé. Cái phần này hồi nãy cái phần mà mình nói là nó giảm tín hiệu á, nó còn gọi là cái phần mô đệm của cổ, thì ở cái người này cái phần mô đệm của cổ tử cung này nó rất là dày. Dans cet autre cas-là, vous avez un col avec ces trois zones. Cette formation-là, vous la rencontrerez très souvent, puisque ça correspond à une cicatrice de césarienne. Cổ tử cung ở đây thì chúng ta cũng thấy được ba lớp. Ngoài ra nữa thì ở đây các bạn thấy nó có một cái chỗ này, thì cái hình này chúng ta cũng thường gặp, và đó là ở cái người, đây là cái sẹo mổ bắt con. Enfin, elle a encore une illustration de l'aspect très hétérogène des paramètres pour vous sensibiliser au fait que le bilan d'extension d'un cancer du col ne s'évalue pas
sur l'hétérogénéité des paramètres, ce n'est pas une bonne sémiologie, puisque par définition, à l'état normal, ils sont hétérogènes. Thì các bạn thấy một lần nữa, ở đây là cái vị trí của chu cung hai bên thì cái tín hiệu của nó rất là không đồng nhất. Và như vậy thì trong cái bi lăng mà để đánh giá độ xâm lấn của các khối u thì cái vùng này rất là khó đánh giá. Parfois vous observerez des paramètres très hypertrophiés avec de gros vaisseaux à l'intérieur de l'utérus qui correspond à des varices pelviennes qui n'est pas proportionnel à la symptomatologie présentée par la patiente. Có những cái trường hợp thì chúng ta thấy là cái phần chu cung nó rất là dày và trong cái phần chu cung này chúng ta thấy có những cái lỗ màu đen lớn như này, cái này đó là những cái giãn của cái tĩnh mạch, nó ôm quanh cái phần tử cung, nó nằm trong cái phần chu cung, thì cái mức độ giãn của những cái tĩnh mạch này nó không có tương ứng với cái triệu chứng lâm sàng của người bệnh. Mais si la personne a eu beaucoup d'enfants et se plaint de métrorragie, elles peuvent être la cause de ces métrorragies. Tuy nhiên, nếu mà ở một cái người trẻ mà trong cái trong những cái chu kỳ kinh á, mà cái người này đau nhiều thì métrorragie, en permanence. Elle saigne de façon abondante en permanence. Nếu như mà ở một cái người trẻ mà những cái chu kỳ kinh của họ ra máu rất là nhiều thì có khi những cái này là cái nguyên nhân của cái cường kinh. En fait, lorsqu'elles sont aussi volumineuses que ça, elles traduisent des fistules veineuses intra-utérines. Et le traitement, c'est une embolisation. Tại vì khi mà một cái mạch máu mà nó giãn lớn như vậy, có khi thì nó sẽ gây ra những cái giò ở trong cái vào trong cái phần mà cái niêm mạc của tử cung, và để điều trị những cái giãn cái tĩnh mạch như thế này thì cái điều trị là gây tắc mạch. Le vagin enfin il est peu intéressant, donc c'est une paroi toute fine. Très souvent entouré par de gros vaisseaux veineux, des plexus veineux importants qui peuvent donner, s'ils sont lésés lors d'un traitement chirurgical quel qu'il soit, une hémorragie pouvant entraîner un état de choc parce que le segment sera très abondant. Về cái phần âm đạo thì cái phần âm đạo thì cũng không có nhiều chuyện cần phải chú ý, thì thường thường là cái thành của nó đang mỏng. Các bạn lưu ý rằng là ở xung quanh của cái cổ từ xung quanh của cái âm đạo này thì nó có nhiều cái tĩnh mạch ở trong cái lớp mỡ ở xung quanh đây, và có khi là trong cái quá trình phẫu thuật thì những cái mạch máu này nó dễ bị hư, nó bị chảy máu nhiều, và thậm chí có nhiều cái trường hợp là nó chảy máu nhiều đến mức mà bệnh nhân bị sốc. Vous avez là dans ce plan sagittal un peu coupé une identification de l'importance de ces plexus veineux. Ils sont surtout importants en deuxième phase de cycle. Thì trên cái hình sagittal này thì người ta cũng lưu ý rằng là trong ở đây có những cái đám rối tĩnh mạch nó rất là nhiều. Enfin, vous verrez très souvent les ligaments comme l'illustration d'un ligament rond. Những cái dây chằng chúng ta cũng có thể thấy trên hình. Ở đây là dây chằng tròn. Ces ligaments ronds là sont pathologiques. C'est un aspect d'endométriose. Cái dây chằng này ở đây là cái hình bệnh lý. Excusez-moi, ça c'est pathologique aussi, non? La diapositive de droite, c'est pathologique. C'est un signe d'endométriose pelvienne car ils sont trop élargis. Trong cái trường hợp này là cái ở bên phải này là bệnh lý, là những cái chỗ mà có cái lạc mạc tử cung nó bám vào. Et pour terminer, les ovaires, vous verrez toujours les ovaires en IRM. Và nói tiếp về cái hình ảnh của buồng trứng, thì trên cái buồng trứng từ lúc nào chúng ta cũng thấy được ở trên cổng hướng từ. Avec leur follicule en T1 en hyposignal. Et lorsque le follicule est hémorragique, lorsque ce sera un corps jaune hémorragique, des zones en hypersignal à l'intérieur. Thì có những cái nang noãn ở trong cái buồng trứng, thì
những cái nang này trên hình T1 thì nó sẽ giảm tín hiệu. Nếu mà nó có xuất huyết ở trong các cái nang này thì trên T1 nó là tăng tín hiệu. En T2, c'est là encore plus intéressant, avec une couronne de follicules et un stroma cervical en hyposignal. Trên hình T2 thì chúng ta thấy có một cái, nghĩa là những cái nang này thì là nó ở xung quanh, nó làm thành một cái viền, một cái phòng. Còn ở trung tâm thì nó là cái phần mô đệm, nó sẽ giảm tín hiệu. Voilà une illustration. Vous voyez les follicules et puis la partie centrale qui correspond au stroma cervical. Ở đây chúng ta thấy ha, là những cái nang nó làm thành một cái viền, một cái bằng ở bên ngoài, và cái phần ở trung tâm này thì nó là cái phần mô đệm giảm tín hiệu. Voici d'autres exemples d'ovaires ici avec ces follicules et là vous avez un follicule dominant ici et ici, un peu plus volumineux, une boule de 5 ovaires. Ở đây cũng vậy, chúng ta thấy có những cái nang nó ở cái làm thành một cái phòng ở xung quanh, một cái viền, một cái vành ở xung quanh. Có những cái trường hợp thì cái nang nó lớn hơn, gọi là cái nang mà trội hơn. Đó, trên đây cũng là một cái nang nữa. Alors, l'injection de produits de contraste, ça va être un petit peu délicat, parce que ça sera variable d'une personne à l'autre. Il faut mieux faire une acquisition dynamique que simplement un tardif. Làm cái hình mà có tiêm thuốc tương phản thì chúng ta nên làm cái hình dynamic 20 giây, 40 giây, 60 giây vân vân, hơn là chúng ta chỉ làm một cái hình trở cái thì trễ. Avec saturation de graisse, c'est souvent mieux. Thì thường nếu mà các bạn làm xóa mỡ thì cái hình nó sẽ tốt hơn. La difficulté vient de la variabilité de la prise de contraste d'une personne à l'autre. Cái phần mà nó cái bắt cái thuốc tương phản đó thì nó cũng có thay đổi từ cái người này qua người khác. Il faut savoir que le plus souvent dans 70% des cas, vous allez avoir une prise de contraste de la zone jonctionnelle en première partie de l'injection, au début de l'injection. Ça va s'appeler la bande sous-endométrique. Thì về cái cách bắt thuốc tương phản ấy, thì ta thấy là trong 60-70% các cái trường hợp thì cái vùng mà mình gọi là cái vùng chuyển tiếp ấy, nó sẽ có bắt thuốc tương phản, và như vậy nó làm thành một cái để giải, mình gọi là cái giải dưới nội mạc. D'autres personnes, c'est moins fréquent, vont avoir une prise de contraste précoce dans la partie interne, la moitié interne du myomètre. Et enfin, certaines vont prendre le produit de contraste dans tout le myomètre ensemble. Có khoảng 5-30% số trường hợp là cái bắt cái thuốc tương phản sớm đó thì nó chỉ ở nửa trong của cái lớp cơ. Cette injection de produit de contraste a été définie comme étant essentielle pour le bilan d'extension d'un cancer de l'endomètre. Je vais vous faire voir quelques exemples pour essayer de vous sensibiliser à l'utilité aussi essentielle à mon avis et même supérieure des séquences axiales en T2. Excuse-moi. L'injection de produits de contraste a été proposée comme étant une partie essentielle de l'examen lors du bilan d'extension d'un cancer de l'endomètre. Mais je pense que les séquences T2 multiplans sont aussi intéressantes, voire même plus intéressantes. Cái phần mà bắt thuốc tương phản thì nó quan trọng trong cái trường hợp mà cái bilan cái ung thư của nội mạc tử cung. Nhưng mà theo ý tôi thì cũng cần phải xem xét về cái tín hiệu của cái thương tổn ở trên cái hình T2 nữa. Après injection, c'est moins intéressant. Là, c'est des séquences en post-contraste tardif. Đây là cái hình mà có tiêm thuốc tương phản ở giai đoạn trễ. On voit quand même, avec la saturation de graisse, qu'il y a quelque chose qui va pousser sur la face postérieure de l'utérus.
Với cái hình xóa mở thì thấy rằng là ở đây có những cái bất thường ở phía sau của tử cung. Voici l'exemple d'une séquence dynamique d'injection produit de contraste où vous voyez la prise intense et homogène de toute la zone jonctionnelle. Ở đây là cái hình dynamic thì ở cái thì mà rất là sớm thì chúng ta thấy là bắt thuốc ở cái lớp chuyển tiếp. L'endomètre serait au spa au tout début. Vào cái giai đoạn rất là sớm thì cái phần nội mạc nó không có bắt thuốc. Et progressivement le myomètre va se pacifier. Và từ từ ở những cái giai đoạn sau thì cái lớp cơ tử cung nó sẽ bắt thuốc. Vous avez ici un autre dossier où vous avez les différentes phases de la séquence dynamique. Thì đây là theo thời gian khác chúng ta sẽ thấy cái thuốc tương phản nó bắt ở đây giai đoạn trước và từ từ nó sẽ bắt hết ra cái lớp cơ. Avec la zone jonctionnelle ici qui s'est rehaussée. Et probablement vous vous êtes interrogé sur cette zone-là, cette masse-là qui correspond à un petit myome interstitiel hyper vascularisé. Thì ở đây thì đầu tiên hết cái phần mà bắt thuốc này đó là nó tương ứng với cái vùng chuyển tiếp. Ngoài ra thì các bạn thấy ở phía trước này nó cũng có một cái chỗ bắt thuốc, thì cái này nó là một cái u sơ tử cung mà nó nhiều mạch máu nuôi cho nên từ đầu nó cũng bắt nhiều thuốc. Et progressivement tout ceci devient tardivement une prise de contraste homogène. Và càng ở cái giai đoạn trễ thì cái lớp cơ tử cung này nó sẽ bắt thuốc và lúc đó thì bài mổ hết cái tử cung này nó đồng nhất. Voilà pour l'aspect normal, pour la diffusion ça n'a rien d'original, c'est une séquence qu'on utilise pour le rein ou la prostate. On va donc passer à la pathologie bénigne de l'utérus. Bây giờ chúng ta sẽ nói về những cái bệnh lý lành tính của tử cung. Et en particulier en premier thème, les fibromes. Đầu tiên hết cái bệnh lý mà lành tính đầu tiên hết đó là các cái u sơ tử cung. L'IRM des fibromes, au début l'IRM n'était pas prescrite par le collège gynécologue. Actuellement, il y a beaucoup d'indications à cause de ces chirurgies partielles ou chirurgies endoscopiques pour localiser les fibromes. Trước đây thì các bác sĩ mà phụ khoa không có yêu cầu chụp cái hình động mạch từ để chẩn đoán những cái nhân sơ tử cung, nhưng mà hiện tại bây giờ vì có những cái trường hợp là mình phẫu thuật một phần hoặc là phẫu thuật qua nội soi cho nên là có nhiều cái yêu cầu để chỉ định phải làm cái hình cộng hưởng từ. Vous avez plusieurs types de fibromes en fonction de leur localisation et l'IRM vous les démontrera parfaitement. Avec ici un fibrome interstitiel, ici un fibrome sous-séreux pédiculé, là on va dire un fibrome sous-séreux et un fibrome sous-muqueux. Theo cái vị trí thì cái u sơ tử cung nó có thể có nhiều cái thể khác nhau. Thì ví dụ như đây là một cái u sơ mà người ta gọi là ở trong cái mô kẽ. Thứ hai nữa là một cái u sơ tử cung dưới thanh mạc có cuốn. Còn cái này là một cái u sơ tử cung cũng dưới thanh mạc. Rồi một cái nữa là u sơ tử cung dưới niêm mạc. L'aspect des fibromes est variable. Và cái hình thái của cái nhân sơ này nó cũng rất là thay đổi. Il y a deux types histologiques, le type simple, qu'on appelle aussi non dégénéré, bien que ce ne soit pas un cancer, et une multitude de fibromes dégénérés, non cancéreux, mais qu'on va appeler dégénérés puisque compliqués. Có hai loại mô học chính. Một cái loại là u sơ tử cung đơn giản, không có thoái hóa. Ở đây cái chữ thoái hóa nó không có nghĩa là ung thư. Đó, còn một cái loại thứ hai nữa là u sơ tử cung thoái hóa. Thoái hóa tức là cũng không phải là ung thư, mà thoái hóa ở đây có ý nghĩa là có biến chứng. Les fibromes simples non dégénérés ont un aspect pathognomonique en IRM. Vous pouvez être formel sur le diagnostic.
puisqu'il y a un hyposignal T1 et un hyposignal T2 homogène, des contours très nets et une prise de contraste variable, souvent intense. Thì đối với những cái u sơ tử cung mà đơn giản không có thoái hóa thì thật ra là cái tín hiệu của nó cũng không có gì gọi là đặc trưng cho cái bệnh hết. Thì người ta thấy là trên T1 nó giảm tín hiệu đồng nhất, trên T2 nó cũng giảm tín hiệu đồng nhất, ranh giới rất rõ. Đôi khi thì là bắt cái thuốc tương phản, nghĩa là bắt thuốc tương phản thì cũng thay đổi tùy người, nhưng mà có những cái trường hợp thì bắt thuốc mạnh. Les fibromes dégénérées vont être en T1 très souvent hétérogènes ou en hypersignal s'il y a du sang. Đối với những cái u sơ tử cung mà thoái hóa thì trên hình T1 thường là tín hiệu của nó không đồng nhất và có khi nó là tăng tín hiệu vì nó có xuất huyết. Et un hypersignal T2 élevé souvent homogène. Trên T2 thì là tăng tín hiệu, thường thì đa số là tăng tín hiệu đồng nhất. Ils ont également des contours nets. Cái ranh giới của những cái u sơ này rõ. La notion de contour net est particulièrement importante car elle vous permet de différencier le fibrome d'un adénomyome. Cái dấu hiệu mà cái ranh giới của cái thương tổn nó rõ là một cái dấu hiệu cũng quan trọng để mình phân biệt cái u sơ với cái adenomyome. Ou d'un sarcome utérin. Hoặc là để phân biệt cái fibrome với cái sarcome. En fonction de la cellularité du fibrome, vous aurez un aspect différent. Tùy theo cái đặc điểm về cái tế bào của cái các cái u sơ này mà cái tín hiệu của nó có thể thay đổi. Beaucoup de fibromes sains vont vous présenter un aspect de fibrose hyaline. Có nhiều cái u sơ tử cung thì trong đó nó có cái phần mà gọi là sơ hóa hyaline. Avec une couronne en hyposignal T2. Thì nó sẽ có một cái viền giảm tín hiệu trên T2. Qui va se rehausser à l'injection produit de contraste. Nó sẽ bắt thuốc tương phản trên cái hình có tiêm thuốc. En fonction de la cellularité du fibrome, vous aurez un aspect différent de la prise de contraste. Tùy theo cái đặc điểm về tế bào của cái u sơ mà cái bắt thuốc tương phản của cái u sơ này nó sẽ khác nhau. Ceux qui sont en hyposignal T2 ont une composante fibreuse prédominante. Nếu mà cái thành phần sơ mà nhiều thì trên hình T2 nó sẽ là giảm tín hiệu. Et une composante vasculaire faible. Thứ hai nữa là cái nếu mà cái thành phần mạch máu mà nó ít. Ce qui implique qu'en théorie, ils ne répondront pas à un trait du calme du type LHRH. Những cái loại mà cái thành phần mà mạch máu ít á, thì khi mà mình điều trị bằng những cái thuốc tương tự như là NH, thì nó sẽ bệnh nhân không có đáp ứng. Ceux qui sont plus intenses en séquence pondérée en T2 avec beaucoup de l'acide, on va voir des photos ensuite, seront plus richement vascularisés avec une composante une prise de contraste importante vont en théorie répondre à un traitement médical. Những cái u sơ mà trên T2 nó tăng tín hiệu nhiều, đặc biệt trong đó có nhiều tế bào và trong đó là cái thành phần mà mạch máu nó cũng nhiều, cho nên là khi mà mình tiêm thuốc thì nó sẽ bắt cái thuốc mạnh, thì những cái loại u sơ này nó sẽ đáp ứng tốt với điều trị nội khoa. Mais le contour net reste et cela vous permettra de façon formelle de différencier une adénomyose. Thì cái tiêu chuẩn mà cái ranh giới cái bờ của cái u sơ rõ đó, đó là một cái dấu hiệu để phân biệt với cái adenomyose, tức là lạc nội mạc trong cơ tử cung. Voilà quelques exemples. Ici, vous avez tous les types de fibromes représentés. Trên cái hình này, chúng ta thấy tất cả các loại u sơ, tất cả các dạng u sơ tử cung. Un fibrome sous muqueux. Đây là một cái u sơ tử cung mà dưới niêm mạc.
en hyposignal T2, giảm tín hiệu trên hình T2, multiple fibroma interstitiel, nhiều cái u sơ khác nhau ở trong mô kẽ, et un fibrome sous sérole pédiculé. Và đây là một cái u sơ dưới thanh mạc có cuốn. Ce qu'il y a en face, la flèche noire, c'est une observation courante qui correspond à une piste de Nabot. Cái mà ở cái đầu mũi tên đen đây, đó là một cái, nó cũng có tăng tín hiệu, đấy là cái nang Nabot. Sur cette illustration, vous remarquez que le fibrome sous muqueuse est en hyposignal T2. Các bạn lưu ý cái u sơ tử cung dưới niêm mạc này nó giảm tín hiệu trên T2. Lorsqu'il s'agira d'un polype intracavitaire, il y aura au contraire un hypersignal T2. Et donc on peut distinguer un polype endocavitaire d'un méioïon sous muqueuse. Lorsque ce sera dans la cavité un polype intracavitaire, le signal du polype sera élevé. Il est donc possible de différencier devant toute masse intracavitaire un léioïon sous-muqueux d'un polype intracavitaire. Chúng ta sẽ phân biệt cái u sơ tử cung dưới niêm mạc với cái gọi là polyp của cổ tử cung mà nó lan lên. Thì trong trường hợp mà cái polyp mà trong lòng tử cung đó thì cái tín hiệu của nó cao hơn, còn cái u sơ tử cung mà dưới niêm mạc như thế này thì cái tín hiệu của nó là giảm tín hiệu trên hình T2. En plus, vous pouvez donner disons la distance du léioïon par rapport à la cavité endométriale. Vous voyez ici, sur cette photo-là, une multitude de léioïons. Il est impossible de les compter tellement il y en a. Ce sera une personne qui ne pourra en aucun cas bénéficier d'une chirurgie partielle, mais qui devra avoir une hystérectomie complète. Trong cái trường hợp này, chúng ta thấy cái khối này cũng là cái u sơ tử cung, nhưng mà trong đây nó có rất là nhiều cái khối u sơ tử cung với nhau, và không những là chỉ ở cái chỗ này, mà nó còn ở đây nữa đó. Thì mình nói cái u sơ tử cung là tại vì ở đây nó có một cái khoảng cách so với cái lòng tử cung, thì một cái trường hợp mà nó nhiều cái khối u sơ tử cung như vậy thì không thể nào làm cái phẫu thuật và cắt bỏ một phần các cái khối u, mà nhiều khi phải cắt luôn cả cái tử cung. Si elle ne répond pas à un traitement médical. Và cũng rất là khó để điều trị nội khoa. Vous avez ici une illustration typique d'un fibrome simple, d'un léioïon simple, avec une dégénérescence hyaline qui correspond à ces petites zones linéaires irrégulières en hypersignal. Trong cái trường hợp này thì cái trong cái u sơ tử cung này chúng ta thấy nó có những cái đường không có đều như thế này mà tăng tín hiệu, thì cái này là cái thoái hóa hyaline ở trong cái u sơ tử cung. Vous ne trouverez jamais ceci dans d'autres pathologies, il est donc pathognomonique d'un fibrome. Thì cái dấu hiệu này mình không có thấy ở trong các cái bệnh lý khác, thì cái này nó cũng là một cái dấu hiệu đặc hiệu của cái u sơ tử cung. Voici l'exemple d'un fibrome sous-muqueux qui est en fait pédiculé dans la cavité endométriale. Et il provient ici, bien évidemment, attaché à d'autres fibromes dans le muscle utérin. Đây là một cái u sơ tử cung mà dưới niêm mạc. Nếu mình sẽ nhìn thấy rõ hơn trên cái hình sagittal này, thì cái phần mà cái u sơ tử cung dưới niêm mạc này nó liên quan với cái phần cái u ở phía bên ở trong cái phần mà mô kẽ này, và nó lan xuống dưới niêm mạc. Et comme il est en hyposignal T2, ce n'est pas un polype endométrial, c'est typiquement un léioïon sous-muqueux appendu dans la cavité endométriale. Và chính cái đặc điểm là giảm tín hiệu trên hình T2 này, nó giúp cho mình nói được đây là cái u sơ tử cung mà nó lồi vào trong lồi vào trong lòng tử cung ở dưới niêm mạc, chứ nó không phải là cái polyp của nội mạc.
cela nous permet aussi en IRM de voir la longueur du contact d'un léiomyome interstitiel par rapport à la cavité endométriale en vue d'une chirurgie par voie endocavitaire. Và cũng trên cái cộng hưởng từ này nó giúp cho mình đánh giá được là cái chiều dài của cái phần cuốn mà nó lồi vào trong cái phần lồng tử cung như thế nào để người ta có thể ước chừng khi mà làm phẫu thuật lấy cái này qua cái đường mà trong lồng tử cung. Pour les fibromes dégénérés, c'est un peu plus difficile. Puisqu'il y a beaucoup de variabilité en fonction du type de dégénérescence. Đối với những cái u sơ tử cung mà mình gọi là thoái hóa thì cái hình của mình đó, cái tín hiệu của nó sẽ thay đổi rất là nhiều tùy theo cái loại thoái hóa gì. Ils sont en règle dû à un défaut de vascularisation du fibrome. Lý do là tại vì nó có một cái khiếm khuyết trong cái phân bố máu nuôi cho những cái u sơ này. Et c'est des personnes qui ont eu au moins un épisode douloureux intense. Thường thường trên lâm sàng thì đây là những cái người mà đau bụng nhiều. L'aspect IRM va être hétérogène, hyper intense en T2. Trên hình cộng hưởng từ thì nó có dạng là không có đồng nhất và tăng tín hiệu trên hình T2. Toujours des limites nettes par rapport au myomètre. Luôn luôn là nó có cái ranh giới rõ so với cái cơ tử cung. Et toujours une base arrondie. Và luôn luôn thì đó là những cái khối có dạng hình tròn. Voilà un exemple chez cette patiente-là d'un fibrome qui commence à se dégénérer avec des remaniements nécrotico-hémorragiques. Les lacis précédemment décrits dans la photo suivante précédente ne sont plus visibles. Trên cái hình này thì cái u sơ này chúng ta thấy là nó không có đồng nhất, nó bắt đầu có hiện tượng hoại tử xuất huyết. Il s'agit d'une dégénérescence œdémateuse. Xung quanh này nữa thì mình thấy nó có những cái chỗ cũng tăng tín hiệu hơn, thì cái này là cái thoái hóa phù. Sur cet autre dossier, en regard de la flèche rouge, il y a un élément sémiologique très utile pour différencier un fibrome sous-séropédiculé d'un fibrome de l'ovaire. Trên cái hình này, nếu mà các bạn lưu ý ở chỗ cái vị trí của mũi tên, chúng ta có cái dấu hiệu này. Cái dấu hiệu này là một cái dấu hiệu giúp ích để chúng ta chẩn đoán phân biệt một cái u sơ tử cung có cuốn với lại một cái u buồng trứng. En effet, il y a un pédicule vasculaire que vous identifiez ici d'alimentation du fibrome. Đây là cái mạch máu nuôi cho cái nhân sơ này. Lorsqu'il s'agit d'un fibrome de l'ovaire, vous n'avez pas ce pédicule vasculaire. Nếu mà đó là một cái nang buồng trứng thì nó không có cái cuốn mạch máu này. Voilà une personne qui présente un utérus polyfibromateux en dégénérescence complète, œdémateuse, avec de multiples petits îlots ici œdémateux, pour remarquer qu'elle a également des pédicules vasculaires hypertrophiées, ce qui est classique. Trong cái trường hợp này thì cái trường hợp này là thoái hóa phù và nó có rất là nhiều cái u sơ và trong mỗi cái này tín hiệu của nó không có đồng nhất, những cái khối u sơ này nó lan tỏa trong lồng tử cung. Một cái đặc điểm khác nữa là ở đây là mình thấy cái mạch máu tới nuôi nó giãn lớn. Devant cet aspect-là, vous pouvez affirmer le diagnostic du utérus fibromateux atteint dans sa totalité. Thì với cái hình thái này thì mình có thể nói đây là một cái tình trạng mà coi như là u sơ tử cung lan tỏa. Vous avez encore ici un exemple d'un fibrome en dégénérescence œdémateuse modérée. Cái hình này cũng vậy, một cái u sơ tử cung mà thoái hóa dạng phù nhưng mà cái mức độ ít hơn cái cây kia. Qui présente un pédicule d'alimentation qui se situe à l'intérieur
Và những cái mạch máu, những cái cuốn mạch máu tới nuôi chúng ta thấy rất rõ ở đây. À, cái u này có nhiều mạch máu đến nuôi. Sensible à, traitement médical. Những cái u sơ mà có nhiều mạch máu đến nuôi thì điều trị nội khoa sẽ dễ đáp ứng. Vous remarquez également que chez cette patiente, il y a une petite formation kystique qui est dans la paroi vaginale, qui correspond à un petit kyste de Kaplan. Lưu ý nữa là có một cái cấu trúc dạng nang ở trong cái phần của âm đạo, thì nó có thể là một cái gọi là cái nang dạng nang. La nécrobiose aseptique est en fait très rare. Cái gọi là cái hoại tử sinh học côn trùng thì ít gặp. Elle est le plus souvent la conséquence d'un traitement œstrogénique. Thường thường là cái này nó xuất hiện trong những cái điều trị bằng estrogen. Et vous allez retrouver une cavité centrale nécrotique en hypersignal T2 qui correspond à la zone nécrotique mais toujours, presque toujours hémorragique. Lúc đó thì trên cái hình chúng ta sẽ thấy có một cái nang ở trung tâm hoại tử tăng tín hiệu trên T2. Tuy nhiên nếu mà nó cũng có những cái trường hợp á, là nếu như mà mình thấy là cái vùng ở trong đó mà nó tăng tín hiệu trên T1 thì coi chừng cái đó là những chỗ hoại tử mà xuất huyết. Voilà l'exemple d'une personne en nécrobiose aseptique sur un volumineux liliomyome interstitiel qui est entièrement hémorragique. Đây là một cái u sơ tử cung mà cũng rất lớn và cái này là cái hoại tử xuất huyết gần hết cái khối u. Avec toujours des limites nettes avec le reste du muscle. Cái ranh giới của nó rõ so với cái phần cơ còn lại. Lorsque les personnes ont plusieurs fibromes, il peut y avoir des degrés de dégénérescence variables. L'un peut être non dégénéré et l'autre avec une grosse dégénérescence édématose. Thì nếu mà một cái người mà cùng lúc có nhiều cái u sơ tử cung thì nhiều khi sau khi nghĩa là nhiều cái u sơ tử cung đó có thể là nó ở nhiều dạng khác nhau cho nên là cái tín hiệu nó không có đồng nhất. Donc voilà pour la pathologie du muscle utérin et des fibromes. Nous avons de plus en plus de demandes de localisation des fibromes pour la chirurgie endocavitaire. Ça devient un examen très utile. Thì đó là những cái hình ảnh về cái phần u ở thuộc về u sơ tử cung. Thì càng ngày thì người ta càng yêu cầu làm cái hình cộng hưởng từ để đánh giá cái u sơ tử cung để xem thì có thể mà lấy cái u sơ tử cung qua cái ngã trong lòng tử cung hay không. Pour la pathologie bénigne de l'endomètre. Bây giờ nói về cái bệnh lý lành tính của cái nội mạc. Il faut savoir que les personnes qui ont eu un cancer du sein avec un traitement anti-œstrogène de type tamoxifène vont avoir une atrophie de l'endomètre. Thì các bạn lưu ý là có những cái trường hợp phải bệnh nhân được điều trị với tamoxifen là một cái loại mà kháng estrogen thì lúc đó cái sẽ có cái tình trạng là teo cái lớp nội mạc. Mais cette atrophie est très particulière puisqu'il s'agit d'une atrophie glandulo-kystique qui va vous donner un aspect faussement hypertrophié de l'endomètre. Cái loại mà teo mà do dùng tamoxifen này á, là nó có cái dạng đặc biệt gọi là teo dạng nang tuyến đó, thì nó là một cái dạng giả teo thôi. IRM sera très utile avec injection polyp contraste pour diagnostiquer un polype à l'intérieur de cette atrophie glandulo-kystique. Thì chúng ta cần phải làm một cái hình có thuốc để phân biệt cái này với cái polyp. En cas d'hypertrophie, l'épaisseur maximale de l'endomètre sera de 15 mm en période d'activité génitale. Au-delà, c'est pathologique. Et en période ménopausique, s'il n'y a pas de traitement de la ménopause,
L'épaisseur doit être inférieure ou égale à 5 mm. Au-dessus de 5 mm, c'est considéré comme pathologique. Cái nội mạc của tử cung đó, nếu trong cái giai đoạn mà cái người phụ nữ có còn cái hoạt động sinh dục thì cho phép là cái nội mạc này dày tới 15 mm. Nếu mà trên 15 mm thì gọi là bệnh lý. Đối với một cái người mãn kinh mà không có điều trị hóc môn thay thế thì cái cho phép cái niêm mạc chỉ dày tới 5 mm thôi. Nếu trên 5 mm thì gọi là bệnh lý. Par contre, si la personne a un traitement hormonal de la ménopause, la valeur seuil est de 8 mm. Trong trường hợp mà mãn kinh và có cái điều trị nội tiết để điều trị cái mãn kinh thì cho phép cái nội mạc này dày tới 8 mm. Nếu mà trên 8 mm thì là bệnh lý. Enfin, on rappelle qu'un polype a un signal intermédiaire dû à la main de glande endométriale. Par opposition à l'hélium sous muqueux qui est en hyposignal. Chúng ta lưu ý là nếu mà có cái polyp của cái nội mạc tử cung đó thì cái nó tăng tín hiệu thì cái này nó giúp cho chúng ta phân biệt với cái u sơ tử cung dưới niêm mạc, u sơ tử cung dưới niêm mạc thì nó sẽ là giảm tín hiệu. Voilà des personnes qui sont sous tamoxifène. Avec un aspect en fait d'élargissement de l'endomètre, mais qui est un faux élargissement de l'endomètre dû à la transformation glandulocystique de l'endomètre. Đây là một cái người được điều trị với cái tamoxifen. Thì trong cái trường hợp này đó, thì ở đây chúng ta thấy là cái nội mạc nó dày lớn lên. Đó thì ta gọi là cái gọi là teo mà dạng mang tuyến. Đó thì nó phình lên thành như vậy thôi. Encore un autre dossier de personnes sous tamoxifène, c'est parfois le signal un peu plus faible, mais en tout cas l'épaississement est très important. Các bạn, đây là một cái trường hợp khác nữa cũng điều trị với cái tamoxifène thì chúng ta thấy là cái nội mạc này nó dày lên rất nhiều. Đó, thì cái tín hiệu có thể là nó hơi, nó cũng tăng tín hiệu nhưng mà tăng tín hiệu không có nhiều. Vous aurez parfois un élargissement de l'endomètre qui est dû à une rétention intracavitaire dont il faudra faire le diagnostic. Đôi khi thì chúng ta cũng thấy là cái phần nội mạc này nó dày, nhưng mà nghĩa là cái bề dày của cái nội mạc này nó dày, nhưng mà nó không phải là do dày cái nội mạc mà là do ứ dịch ở trong lòng tử cung. Le différencier de caillot d'une tumeur d'endomètre. Thì đó những cái chẩn đoán phân biệt đó là những cái chẩn đoán phân biệt khác có thể là cái máu tụ hoặc là cái u của nội mạc. Voilà l'exemple ici d'une rétention intracavitaire due à une sclérose derrière le de l'exocol avec une distension considérable du col. Et puis distension de la cavité endométriale. Đây là một cái ví dụ là ứ dịch ở trong lòng tử cung. Ở đây nó có ứ dịch trong lòng tử cung là tại vì nó có một cái chích hẹp ở cái cổ ngoài bên dưới. Đó, nó có tụ dịch cả trong cái phần cổ tử cung nữa. Và đây là cái ứ dịch ở trong lòng tử cung. Ceci est séquelaire. Ce n'est pas une pathologie évolutive. Đây là cái di chứng chứ không phải là cái phần bệnh lý. Là par contre, c'est un cas un petit peu difficile. Vous voyez dans le plan sagittal, plein de caillots à l'intérieur de la cavité endométriale. Ces caillots sont très hétérogènes, ce qui n'est pas le cas de la rétention intracavitaire ou du plan lipidien. Trong cái trường hợp này thì một cái trường hợp này là nó khó hơn. Ở trong cái trường hợp này thì máu tụ và những cái máu tín hiệu của nó không có đồng nhất ở trong cái lòng tử cung. Cette personne vient d'avoir un accouchement avec une césarienne. Donc vous voyez ici la cicatrice qui s'est ouverte. Các bạn để ý cái người bệnh này, người bệnh là có mổ bắt con và cái vết mổ ở đây nó vẫn còn hở. Qui a entraîné un énorme hématome en avant du col vers le dôme vésical.
associé à une rupture de la paroi vésicale. Cái vết mổ mà mổ bắt con này nè, nó đang bị hở và nó tạo ra một cái khối máu tụ rất lớn ở phía trước cổ tử cung, và cái khối máu tụ này nó thậm chí là nó còn ở phía, nó còn lan ra ở đây, nó đầy vào trong cái bàng quang. Dans ce cas-là, l'IRM, ce seul incidence, vous fait l'ensemble du diagnostic. Với cái ca này đó thì có cái hình cộng hưởng từ, nó sẽ cho đánh giá được toàn bộ cái thương tổn, nghĩa là cái vừa cái máu tụ ở cái phần mà vết mổ đây mà vừa cái máu tụ trong lòng tử cung. Pour les malformations utérines. Bây giờ nói về cái dị dạng của tử cung. L'IRM est un examen essentiel car l'échographie ne pourra pas être pratiquée par voie endocapitaire le plus souvent. Dị dạng tử cung thì cái cộng từ là một cái xét nghiệm rất là chủ lực. Tại vì trong trường hợp dị dạng như vậy thì có những cái trường hợp chúng ta không có thể làm siêu âm trong lòng tử cung được. Et par processus pubien, vous savez quel est vraiment l'adapté et moins performante. L'échographie par processus pubien est mal adaptée pour avoir les détails précis des malformations utérines. Còn nếu mà làm cái siêu âm mà ở ngã trên cái trên xương mu thì nhiều khi là không có đủ thích hợp để đánh giá chi tiết cái dị dạng tử cung. Vous n'avez pas besoin d'injecter du lait de douleur. Chúng ta không cần phải bơm cái thuốc tương phản vào trong lòng tử cung. La seule particularité technique, c'est qu'il faudra faire une multitude de plans obliques pour dégager les deux corps utérines, les deux cols. Il faut faire au moins 3 ou 4 séries en obliquité. En regardant la machine, l'examen en direct pour avoir une évaluation précise de l'anomalie. Cái đặc biệt ở trong cái kỹ thuật á, là chúng ta phải làm nhiều cái mặt phẳng oblique khác nhau tùy theo cái vị trí của cái cổ tử cung chẳng hạn, thì với nhiều cái lát cắt mà oblique khác nhau như vậy thì chúng ta mới bộc lộ ra được cái hướng của cái tử cung, của cổ tử cung. Voilà l'exemple d'une malformation utérine avec des incidences obliques adaptées à l'anomalie elle-même, avec un utérus double, complet, associé à une imperforation ici au niveau de ce vagin droit. Ở đây thì là một cái cổ tử cung, một cái tử cung đôi. Hoàn toàn, và ở phía bên dưới thì mình thấy là nó không có cái lỗ ra ở dưới, nó bị đóng, không có cái lỗ ra ở dưới. Dans cet autre dossier, il s'agit d'un utérus bicorne bicervical avec une rétention intracavitaire dans l'une des cornes. Thì đây là cái trường hợp mà là gọi là tử cung hai sừng, hai tử cung hai sừng, và ở dưới là có hai cái cổ tử cung, và ở một bên đó thì nó có ứ dịch ở trong lòng. Là le syndrome de Roquitans-Nikusnet qui est assez rare. Vous savez qu'il associe une bulbe normale, un microvagin, une atrophie utérine, des trompes et des ovaires normaux, et souvent une malformation rénale. Vous en ferez parfaitement le diagnostic en IRM en associant les multiples plans T2. Đây là một cái trường hợp gọi là cái hội chứng Roquitansky. Thì đây là một cái dị dạng, trong đó thì cái âm đạo nó cái âm hộ thì bình thường, cái âm đạo thì nhỏ, không có tử cung. Còn trong khi đó thì cái buồng trứng và cái vòi thì nó bình thường. Thì nhiều khi cái chẩn đoán này chúng ta chỉ có được làm cái hình cộng hưởng từ, mà khi làm cộng hưởng từ thì phải làm ở nhiều cái mặt phẳng oblique khác nhau. Cette personne a un micro vagin, a un micro utérus, mais elle a des ovaires fonctionnels. Ở đây thì chúng ta thấy là cái âm đạo nhỏ, cái cổ tử cung cũng nhỏ, còn cái buồng trứng thì nó vẫn là buồng trứng chức năng. Avec un follicule. Có cái nang của ở cái buồng trứng.
Enfin, il y a des pathologies très fréquentes, des variantes du normal, disons, et des petites pathologies très très fréquentes qui vont à savoir diagnostiquer. Ngoài ra thì còn có những cái bệnh lý cũng bình thường, cũng bệnh lý lành tính khác mà cũng rất là thường gặp. Le kyste de la botte, vous en trouvez très souvent de multiples au niveau du col. Những cái nang na bốt có nhiều khi là không phải một nang mà là nhiều nang, và những cái này ở cổ tử cung thì chúng ta rất thường gặp. Il s'agit en fait presque d'une variante et pas d'une pathologie. Cái nang na bốt này thì mình có thể coi như là một cái biến thể của bình thường thôi chứ không phải là bệnh lý. L'hydrosalpin est un diagnostic difficile en IRM puisqu'il risque d'être confondu avec une multitude de kystes au contact les uns des autres. Cái ứ dịch ở tai vòi là một cái chẩn đoán khó ở trên cổng hưởng từ, tại vì nhiều khi mình sẽ chẩn đoán lầm cái này với chẩn là một cái nang gì đó ở vùng ở vùng chậu mà nhiều có nhiều nang kế cận nhau đó, nhưng mà thật ra thì nó là một cái ứ dịch tai vòi. Alors il faut regarder avec soin les différents plans et rechercher la sémiologie de l'hydrosalpinx, à savoir ces petits tractus à l'intérieur du tube qui correspondent au repli de la trompe que l'on voit toujours. Ils ont de 1,5 cm environ et ça nous permet de différencier cette formation d'une formation kystique. Thì cái trên cổng hưởng từ chúng ta sẽ phải để ý cái cấu trúc nang này nè, nó có phải là cái cấu trúc của cái tai vòi hay không. Thì nếu nó là cái cấu trúc của tai vòi thì mình sẽ thấy nó có nhiều cái nếp gấp ngắn ngắn như thế này, thì cái đó nó giúp mình chẩn đoán đây không phải là một cái nang khác mà nó là cái tai vòi. Sur le IRM, très souvent, ça aide le diagnostic à les faciliter car vous voyez mieux ces petits replis partiels. Nếu mà chúng ta chụp cái hình mà gọi là chụp hình cộng hưởng từ đường niệu đó, thì cái phần này nó cũng là cái dịch, thì nhiều khi mình dễ chẩn đoán hơn. Đó, nó là nguyên cái tai vòi mà bị ứ dịch, và trong đó mình sẽ thấy những cái nếp gấp của cái tai vòi. En fait, il faut rechercher la sémiologie que vous connaissez en échographie. Voilà, je ne sais pas si on entame le groupe endométriose qui va être long ou si on fait la pause maintenant. Các bạn có muốn hay không? Tại vì hết cái phần này thì mình sẽ nói tới cái phần lạc động mạch tử cung. Lạc động mạch tử cung là một cái phần cũng rất dài. Nếu ấy thì mình sẽ nghỉ giải lao trước. Bạn muốn sao? Muốn nghỉ nhà? Một petit pause. Petit alors. Dạ. Un quart d'heure. 15 phút thôi ha. Dạ. Yeah.